Vinatap là công ty tiên phong trong công nghệ mạ vàng 24K và chế tác các loại quà tặng mạ vàng cao cấp tại Việt Nam. Đây là một trong những loại hình dịch vụ khá mới mẻ. Tuy nhiên, trái ngược với sự dè dặt của khách hàng, cũng như dự đoán của nhiều chuyên gia marketing, dịch vụ mạ vàng và độ vàng cho các sản phẩm đang là một xu hướng mới và có bước phát triển khá mạnh mẽ. Điều này càng khẳng định giá trị của mỗi tác phẩm mà Vinatap đã và đang đem đến cho khách hàng. Những sản phẩm tinh xảo này đã khẳng định tên tuổi của Vinatap trong công nghệ mạ vàng 24K thông qua các thương hiệu như là Royal Gold, chuyên đồ điện thoại và ô tô xe máy, và thương hiệu Kalalak, chuyên chế tác các loại quà tặng mạ vàng cao cấp tại Việt Nam. Trong đó, Royal Gold nổi lên như một thương hiệu uy tín dành cho khách hàng có nhu cầu mạ vàng món đồ của mình. Các khách hàng cao cấp trên mọi miền của Tổ quốc vẫn đều đặt hàng tại Royal Gold, bởi họ hiểu với bất cứ thiết kế hay là yêu cầu nào, họ đều được đáp ứng một cách tuyệt đối nhất tại đây. Sản phẩm này, cái đầu tiên nó là cái thiết kế của nó là độc đáo, rất độc đáo. Tại vì là tôi theo dõi cái sản phẩm này là từ lúc họ manh nha cái ý tưởng. Và tôi là được một anh giáo sư ở bên Pháp rất thích cái này. Và họ nhờ tôi là qua đây đánh giá một lần nữa, tức là thẩm định về cái hình thức bằng cách cảm quan, bằng cách trực tiếp. Đó là cái nhất. Cái thứ hai là cái độ tinh xảo của nó là đạt chuẩn. Cái thứ ba là tôi thấy là cái hỗ trợ cho khách hàng và cái tư vấn cho khách hàng của họ là tương đối là chuyên nghiệp. Thì dịch vụ rất là tốt, mà rất là uy tín, rất là đúng hẹn. Và thứ hai nữa là có giấy bảo đảm, nó không như ở Trung Quốc. Trung Quốc thì không biết là bằng thật hay bằng giả, không sự bảo đảm. Còn cái mẫu mã thì ông đánh giá như thế nào? Mẫu mã thì mạ trên mọi nguyên liệu, tức là bên Kalalak mạ tất cả các chất liệu đều được, mà rất là tốt và tinh xảo. Vinatap cung cấp các dịch vụ mạ vàng 24K trên mọi chất liệu cho các cá nhân, doanh nghiệp. Ngoài ra, Vinatap còn chế tác các loại quà tặng mạ vàng cao cấp phong thủy, sản phẩm công nghệ, thiết bị gia đình, mạ vàng ô tô, xe máy cao cấp. Vinatap luôn tự hào với đội ngũ nhân sự hầu hết được đào tạo chuyên nghiệp tại các quốc gia phát triển như là Úc, Pháp, Singapore. Nhờ đó, mỗi sản phẩm khi hoàn thiện đều đạt tới độ tinh xảo đẳng cấp quốc tế, điều mà không một đơn vị nào tại Việt Nam có thể đáp ứng được và làm hài lòng khách hàng hơn thế. Về đồ mạ vàng, nói chung thì đa phần là có rất nhiều cửa hàng có thể là người ta cung cấp như với rất nhiều hình thức khác nhau. Mạ vàng cũng có rất là nhiều kiểu, mạ màu vàng hay là mạ vàng thật ở trên thị trường rất nhiều. Thì chúng tôi cũng khuyên khách hàng là thứ nhất là chọn những cái đơn vị rất là uy tín để có thể mua những sản phẩm ưng ý. Thứ hai là trên mỗi cái sản phẩm đấy thì đi kèm, thứ nhất là phiếu bảo hành, thứ hai là tư vấn hướng dẫn sử dụng kỹ càng về sử dụng sản phẩm. Thì hai điều đấy thì khách hàng cũng nên quan tâm để có thể được những cái sản phẩm giữ gìn rất là lâu dài cho mình. Để được tư vấn tốt nhất về dịch vụ mạ vàng 24K, quý khách vui lòng liên hệ Công ty cổ phần Vinatap, tầng 4, tòa nhà 133 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại 1900 6479 hoặc 0902 316 316. Email tư vấn @mạvang.vn, website mạvang.vn hoặc ryangold.vn.